Chào các bạn. Chúa Thánh Thần, vị Thiên Chúa ta thường hay quên lãng, là đấng ban sức mạnh và các đặc sủng cho chúng ta, cũng là đấng cho chúng ta những hoa trái của đời sống thiêng liêng. Ngài đến rất nhẹ nhàng và ảnh hưởng của Ngài rất ngọt ngào, ách của người thật êm dịu. Chính Ngài là đấng thay đổi toàn diện cuộc đời của mỗi người chúng ta và thay đổi thế giới. Vâng, thưa các bạn, Chúa Thánh Thần đến với tâm tình của một người bạn đích thật. Chỉ có ngọn lửa Chúa Thánh Thần mới có thể thanh luyện tâm hồn chúng ta. Chỉ có ngọn lửa Chúa Thánh Thần mới có thể soi sáng cho chúng ta biết đường lối mà đi. Chỉ có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần mới hồi phục và đưa chúng ta vào đời sống mới trong Đức Kitô. Đúng thế, Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng, ngọn nến mãi sáng tươi trong lòng của chúng ta. Thân mời các bạn cùng cầu nguyện với quý sơ qua bài hát Ngọn Nến Thánh Thần của nhạc sĩ Phan Xico. Chờ anh đến hồng giờ sáng.
Thưa các bạn, rất nhiều người trong chúng ta tìm đến với cộng đoàn, đặc biệt khi chúng ta cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, yếu đuối và bất hạnh trong cuộc sống của mình. Hầu hết chúng ta đều nhận ra rằng không thể nào sống một mình, vì thế cộng đoàn được xem là nơi đón nhận và chia sẻ một cách tuyệt diệu. Thánh Phaolô đã nói về giáo hội, cộng đoàn các Kitô hữu là một thân thể mầu nhiệm. Trong một thân thể, mỗi chúng ta là một bộ phận, các chi thể khác nhau và đóng một vai trò khác nhau. Tuy nhiên, cộng đoàn là nơi những giới hạn và tính ích kỷ của chúng ta cũng được thể hiện. Khi chúng ta bắt đầu sống trọn vẹn với người khác, chúng ta khám phá ra sự nghèo nàn, yếu đuối và bất tài của mình khi xử sự với những người chung quanh. Chúng ta gặp trở ngại về mặt tình cảm và tinh thần và những thất vọng vì ghen tị với những đặc sủng của người khác. Ngay cả các tông đồ sống bên cạnh Chúa Giê-xu và đôi khi sau lưng Ngài, các ông còn tranh luận xem ai trong họ là người lớn nhất. Đến nỗi Chúa Giê-xu đã phải dạy họ bằng hành động cụ thể. Ngài đã hạ mình xuống rửa chân cho họ trong bữa tiệc ly. Bạn thân mến, ghen tị là một thứ dịch bệnh phá hủy cộng đoàn. Mong rằng qua bài chia sẻ hôm nay, các bạn, những người con đích thực của Chúa, sẽ biết khiêm tốn nhìn lại chính bản thân mình trong đời sống cộng đoàn nơi các bạn đang sinh hoạt, để nhận ra những giới hạn của mình và để đón nhận cũng như tôn trọng các đặc sủng của người khác. Thứ nhất, đặc sủng là do Chúa Thánh Linh ban. Trong một cộng đoàn, mỗi người chúng ta đều có một đặc sủng riêng biệt để phục vụ. Đặc sủng khác với những người đời vẫn thường gọi là khả năng trời cho. Bất cứ người nào sống trên trần gian này, tin Chúa hay không, đều có một khả năng nào đó. Có người giỏi viết lách, có người có tài âm nhạc, có người hát hay, có người có khiếu ăn nói, có người thiết kế đẹp, lại có người nấu ăn ngon. Nhưng chỉ có người có đức tin mới có đặc sủng, và đặc sủng là do Chúa Thánh Linh ban cho. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rinh-tô, chương thứ 12 câu 4, Thánh Phaolô dạy rằng có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Và câu 8 tới 11, Ngài cũng khẳng định, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các thứ tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Ngay khi chào đời, chúng ta chưa biết Chúa, nhưng Ngài đã ban cho chúng ta một số khả năng thiên phú. Và rồi Chúa Thánh Linh bổ túc thêm, Ngài tăng thêm năng lượng để làm thành đặc sủng. Đặc sủng như thế không phải là những gì mới lạ trong đời sống chúng ta. Nhưng trong một quyền năng nào đó, một sức mạnh nào đó của Chúa Thánh Linh đang làm việc trong mỗi người chúng ta, để chúng ta hầu việc Chúa bằng cách sử dụng chúng, chứ không phải bằng khả năng riêng của mình. Và nếu chúng ta có gì, chúng ta làm được gì, cũng là bởi ơn Chúa, chứ không phải bởi công sức riêng, tài năng riêng của mỗi người chúng ta để mà tự mãn hay tự cao tự đại. Khi bạn trung thành với những đặc sủng của mình, nghĩa là bạn đang xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương. Thứ hai, mỗi người có những đặc sủng khác nhau. Có hai điều bạn cần nhớ. Thứ nhất, đặc sủng có quyền năng của Chúa Thánh Linh trong đó. Thứ hai, mỗi người con cái Chúa đều có đặc sủng, như trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Cô-rinh-tô chương 12 câu 7 đã nói rằng thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách và vì lợi ích chung. Nhiều người trong chúng ta nói ít nhiều gì cũng đã từng nói như thế này: tôi chỉ ngồi nghe thôi, tôi không có khả năng gì hết. Tôi để cho người có bằng cấp làm, có người học vấn, có người đi du học, có người học thần học để làm. Tôi không có làm. Thưa, không phải như vậy.
Công việc nhà Chúa dành cho tất cả con dân của Ngài, Kinh Thánh hứa cho mỗi người chúng ta đều có đặc sủng nào đó và chúng ta không cần phải chờ đợi cho đến khi được trưởng thành trong Chúa mới có đặc sủng và mới đi phục vụ. Có một người phụ nữ nọ khi gia nhập với cộng đoàn, chị đã lớn tuổi và bà cho rằng bà không có tài năng gì cả và đặc sủng gì hết. Mọi người đều an ủi bà, đặc sủng của chị chính là sự hiện diện ở đây. Nhưng điều đó không làm bà bớt mặc cảm. Sau nhiều tháng, bà nhận ra đặc sủng của mình chính là nhẩm tên từng thành viên một trong cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Khi chia sẻ khám phá này với mọi người, bà cảm thấy chỗ đứng quan trọng của mình trong cộng đoàn. Không ai có tất cả các đặc sủng. Có người giảng lời Chúa, nhưng phải có người hát, phải có người lo việc hậu cần, có người phục vụ dọn bàn ghế và cũng có người chị ngồi đó để cầu nguyện. Như trong một ban nhạc, mỗi người chơi một nhạc cụ khác nhau, nhưng khi họ hợp lại để tạo nên một bản đại hòa tấu tuyệt vời. Tương tự như vậy, trong một cộng đoàn Kitô hữu, mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào mỗi người có trở thành một mắc xích tuyệt đối cần thiết trong toàn bộ dây xích hay không. Chỉ khi mỗi mắc xích nhỏ nhất này móc nối an toàn thì dây xích không thể nào phá vỡ được. Có bao giờ bạn nghe câu chuyện về sư tử và kiến chưa? Con kiến nhỏ xíu dường như không có giá trị nào trong mắt sư tử. Nhưng khi bị con bọ chét bay vào tay sư tử rất là khó chịu thì chỉ có kiến mới có cách để lấy bọ chét ra khỏi tay sư tử thôi. Vì vậy, trong cộng đoàn Kitô hữu phải nhận ra rằng không chỉ người yếu mới cần đến người mạnh, mà cả người mạnh cũng không thể nào tồn tại nếu không có người yếu. Loại trừ người yếu là giết chết tình anh em. Thứ ba, sử dụng đặc sủng để vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Có một người đi đường, thấy người bán cua bên vệ đường. Ông ta đặt một rổ cua to tổ tướng, chất đầy cua và không đậy nắp, ngồi ung dung uống trà, hút thuốc và mắt lơ đãng. Ông đi đường liếc thấy rổ cua không đậy nắp thì quay xe lại nhắc ông bán cua, đẩy rổ lại kẻo mất cua bác ơi. Ông bán cua cười to, rồi cảm ơn và nói rằng nếu cua chỉ có một con duy nhất trong rổ thì không đậy sẽ mất ngay. Chứ rổ cua nhiều như thế này, nhiều cua thì sẽ không mất con nào bởi vì tự chúng sẽ kéo nhau xuống đáy rổ. Con nào vừa lòm ngòm bò lên miệng rổ thì con khác, thậm chí hàng chục con khác sẽ lôi cổ nó xuống. Tương tự như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta thấy nhà hàng xóm ăn nên làm ra, ta không vui mừng thay cho họ, không học hỏi sự siêng năng cần mẫn giỏi giang hay kinh nghiệm của họ, không tạ ơn Chúa vì mình có một người hàng xóm láng giềng giỏi giang, nhưng lại ghen ghét đố kỵ và nhìn họ bằng cặp mắt ác cảm, bởi vì chúng ta không muốn ai hơn mình và tìm mọi cách cào bằng tất cả. Hoặc tệ hơn, chúng ta tìm cách để cố gắng tìm điểm yếu của họ, để hạ thấp giá trị của họ xuống và nâng giá trị của chúng ta lên. Sinh hoạt trong cùng một cộng đoàn cũng như vậy. Chúng ta sẽ thấy nếu có ai đó làm được một điều gì có ích, làm được điều gì đó được nhiều người khen ngợi, thì ngay lập tức những người còn lại sẽ cảm thấy không vui, ghen ghét, đố kỵ, thậm chí còn tìm cách chê bai, dè bỉu và cô lập người ấy. Hoặc chúng ta cũng thường hạ người khác bằng cách lối biện minh tiêu cực. Có phải là rất ít khi chúng ta thật lòng khen ai đó mà không kèm theo chữ nhưng mà, phải không? Một cộng đoàn chỉ thực sự là cộng đoàn khi phần lớn các thành viên có thể biến đổi ý thức cộng đoàn vì mình đến mình vì cộng đoàn. Trái tim của họ có thể mở ra với mọi người và không còn sự loại trừ nào. Đây là sự chuyển đổi từ tính ích kỷ đến tình yêu. Cộng đoàn không chỉ là nơi mà trong đó người ta sống chung trong một mái nhà, như vậy có khác chi là một nhà trọ hay là một khách sạn. Đó cũng không phải
là một tập thể của một ekip làm việc. Cộng đoàn là nơi mà đa số các thành viên đang thoát ra khỏi bóng mờ của tính ích kỷ để đến với nguồn sáng của tình yêu đích thực. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rất hay trong thư gửi giáo đoàn Philippe chương 3 câu 2 đến 4. Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Bạn cũng phải nhận thức được rằng Chúa ban cho mỗi người một hoặc nhiều đặc sủng khác nhau và điều quan trọng như nhau để làm vinh danh cho Ngài và phục vụ tha nhân. Nên nhớ, Chúa ban cho ai, thế nào, vào lúc nào, tùy thánh ý của Ngài, như Thánh Phaolô quả quyết. Chính Thần Linh duy nhất làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của Ngài. Sử dụng những đặc sủng của mình để xây dựng cộng đoàn, xây dựng hội thánh Chúa. Nếu chúng ta không trung thành với những đặc sủng đó, chúng ta sẽ làm tổn thương cộng đoàn. Có những người được ơn nhạy cảm trước nỗi đau của người khác, bắt mạch được nhu cầu của con người, thể hiện được lòng thương xót, yêu thương giúp đỡ người khác như Chúa Giêsu mong chờ. Có những người nhận biết được điều gì sai, điều gì trái và có thể xác định ngay được nguyên nhân để giúp cho gia đình, cộng đoàn và hội thánh thăng tiến hơn. Có những người được ơn sáng suốt, họ có thể nhận rõ đâu là nỗi bận tâm căn bản của cộng đoàn. Có những người được ơn hài hước, ơn kết nối để xây dựng một bầu khí vui tươi thoải mái và phát triển từng cá nhân trong cộng đoàn. Lại có những người khác nữa được ơn tiếp đón mọi người. Vì thế, khi thấy ai có đặc sủng thì chúng ta hãy vui mừng và tạ ơn Chúa cho họ. Thấy mình không có đặc sủng thì chúng ta vẫn giữ lòng mình bình an. Đồng thời hãy nhìn lại một cách kỹ càng. Hoặc ta đã được trao cho đặc sủng nào đó, nhưng ta không phát triển và làm cho lụy tan. Hoặc là ta đang có một đặc sủng nào đó mà ta không nhận ra chăng? Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều cần tới đặc sủng của nhau. Bởi nếu những cành nho không liên kết với nhau thì chúng không thể nào sinh hoa trái. Chúng ta có trách nhiệm và phải khuyến khích người khác phát triển và trung thành với đặc sủng của họ. Và như thế, sự ghen đua, lòng ghen tị sẽ tan biến. Bạn thân mến, đừng biến cuộc đời như một chiếc bập bênh. Bởi có người lên cao, ắt có người xuống thấp. Và nếu cứ như vậy thì không bao giờ có điểm dừng. Thay vì đẩy chân thật mạnh để mình lên cao, tại sao chúng ta không nhẹ nhàng đẩy để tạo thế cân bằng với người khác? Khi nỗi ghen tức đố kỵ, thành kiến giảm đi và niềm tin vào Thiên Chúa, vào người khác được tăng lên, thì cộng đoàn mới có thể trở thành một lời chứng sáng ngời cho sự hiện diện của Chúa giữa trần gian. Bạn nên nhớ, đáp trả cho bất ổn là sống hết tình với anh em. Đáp trả cho bất công là sống chia sẻ. Đáp trả cho thất vọng là tin tưởng và hy vọng không ngừng. Đáp trả cho những định kiến và ghen ghét là tha thứ, là phục vụ cho vương quốc của Chúa. Đó là phục vụ để mọi người có thể sống và cảm nếm niềm vui sâu xa của con người được hiệp nhất với Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Linh luôn soi sáng cho bạn, nhắc nhở bạn đừng bao giờ so sánh đặc sủng bản thân của mình với đặc sủng của người khác, nhưng hãy trung thành với những gì Chúa ban cho bạn để danh Chúa được tỏa sáng và để làm ích cho công việc chung nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi giáo hội và xã hội. Ước mong nơi đâu có sự hiện diện của người Công giáo, nơi đó xã hội được an bình, thịnh vượng và thăng tiến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúa Thánh Linh yêu các bạn rất nhiều.